khổ lắng cuối để mình không cần mạnh mẽ, dù sao ta cũng đã yêu nhiều thế. Có ra nhiều điều mà anh vẫn chưa nói ra, vì lần cuối cùng đừng nắm tay em bước qua cặp nẻo đường ngập ngừng, muốn chặt bờ vai em như khoảnh khắc đầu tiên em đến, anh cất nụ cười người vào trang kỷ niệm. Như em vẫn còn bên anh. Hết rồi. Chỉ tiếc là đã quá trễ. Đi đâu? Đây. Đi đâu? Để xem. Tôi mới phải nói câu đó. Đi đâu? Ráng lên.